Giờ tịch trao thanh lại bong mẹ bên ông, mời bên ông bứng le chương trình truyền hình quang tay không đài phát thanh kênh truyền hình tỉnh Điện Biên, phát nặng VTV Hà đài truyền hình Việt Nam. Chương bên ông hạc giường, bưng vì chạm nỉ, phải sủ mệt lung mi điền đòn. Há phong bông văn ngộ nặng tiền na sóng mua, số xã Thành An, huyện Điện Biên, mơ hương với khầy tua quảng. Nếu chưa bỏ hay mẹ na, chóng hanh dè dườn. Bẹt cặp san cỏ bu bồng ứn, bu mắt ngủ ta lại ngân tiên, cánh mư hương đầy khải quảng, bền cỏ bu chính, cuồng dê dườn muốt nào, khòng bò me cuồng phồng. Mi đà nàng tống na khum thôn đồi cao, cánh thôn đông biên giảm xã Thành An, huyện Điện Biên. Bưng mười nỉ chẳng hiền đầy luôn hòn khưng khổng bò me rú nỉ. Nàng bưng hờ na đầy khút bọ bền đòn, dần bay cò năm chưa mắt ngủ sớ đìn. Vịa bu nằm mắt ngủ nàng Thành An, cò đầy dần bay rú nỉ trên cái kỳ bì ni leo. Lằng chơ hiệp thủ khẩu na mua, bò hay mẹ na có lông thầy chốp đìn, phải lợp mua nham. Ảo đìn hái vừa khẩu chiềm xuân. Mẹ nưng cuồng bưng chua hơn, bu măn ngổ mua nào, tối lung dệt trường hang khải, té lại bì ma. Bà Bùi Thị Phiên, rú thôn đông biên sàm, xã Thành An, hở hủ. Hến đầy lang tỉ khổng bu măn ngổ, té bưng mua còn. Sương năn bỉ nỉ lằng chơi hiệp thủ khẩu mua. Chua hơn bà cò khẳng khang thầy chóp đìn, khải quàng tím tà đìn bu chằm dí ban thơ môn măn ngổ. Mọi năm chúng tớ thì trồng tít ở trồng một ít ở trên mương thôi. Chu pì xung khỏi bũ lệch nòi nàng đìn hay, hến măn ngô hiệp thủ đầy nằm nắc. Dương năn là bí nì chu hơn khỏi khải quảng tứm tà đìn gian giảm băn thơ môn. Bản pưng mỏi băn thơ môn bu măn ngô lằng chơ hiệp thủ khai đầy cái xít chiều mắn ngơn hách ta nưng. Và bí nì cá con tẹt thiêng, xương cón hư chu hơn khỏi chi sức tàm khải quảng tà đìn bu bồng. Phân lại chứa măn ngổ đẩy dần bay rú xã Thành An pu năm lò chứa măn ngổ bản lường. Chứa măn ngổ nỉ dần bay ha khăn tánh chứa vài té mua nỉ bày mua ứn. Bỏ ảo chứa té phòng ứn ma pu. Chứa măn ngổ nỉ cho cấp năm đìn luông hòn nào nàng khung đìn Thành An. Xương năn bó mệt lại cổng hanh khua đủ. Cốc thân cánh báo bền bồng manh. Chẳng cần sủ khún lang báo sủ già bày chè có pu bồng. Cánh chưa mất ngổ nỉ chiều đầy đát lanh, nằm nắc lang tì sùng. Lằng chơ pụ té xí họt hà bườn, cò bền hiệp thù. Tói luông hù trang khòng dần bay rú nỉ, bẹt cấp chủ tàng cò pụ ấn, xương mạ thúa lọ, khẩu ly. Hư mất ngổ cò tạ lang tì sùng xưa, cho rửa lại chua hơn, bò hay mé na cuồng xã, mê tứm viện dệt, có bê xương thủ tứm ngân tiên. Gia đình mình thì với quy cách dòng thì nó cũng chỉ là phân chuồng rồi phân thứ nhất là phân chuồng phân lân phân lân bu măn ngổ phân lại lò sủ khún lang phần lân kali cánh xìa pẹ nhà lèo trắng pu năm ma tang cổng hanh bó mệt lại cánh lang đi thú đẩy sùng xưa bẹt cắp chu tàng có pu mua nào ứn bẹt cắp pu khẩu hư pu măn ngổ bó đầy phà già khả bổng. Chua hơn khỏi trắng bu gian xàm băn hoặc xí băn thơ môn thôi. Hền đầy lang bì té bu nằm măn ngủ nàng đìn na sòng mua. Bưng bì chằm nỉ, bò hay mẹ na rú thôn đồi cao. Có khải quảng tà đìn bu nằm măn ngủ cài xíp hà hecta, lừng hecta nưng bét cắp bì sòng băn bài sao sòng. Lằng chơ hiệp thủ lèo khấu mua, thôn nếu chưa dần bay, dặn văn thầy chóp đìn. Hàn khang ố hún lang, chừa phân bu nằm măn ngổ. Bừa men tàng cò chiều đầy đét lanh, xương năn phân lại dần bay cuồng thôn đồi cao, có pe xương tinh cá xã Thành An, có bu hanh mà pe, bu măn ngổ, phải biến bưng tàng cò mua nào ấn, nằm nắc đài nòi. Ai Lương Quý Tuấn, trưởng thôn đồi cao hở hủ, hền đầy lang tỉ tép bu măn ngổ, thôn cò chân báo nhíu chơ dần bay,
tướng tên sủ khoao kỹ thuật cuồng dê sườn phái măn ngộ bền bản nhà ứ bâng cằn nằm nắc lang tỳ sùng bồng chờ tàng tánh luông tiếng xa dệt xương sư măn ngộ khải đầy ngay nằng chờ lạt cuồng cánh nọ huyền chiên bưng tà đình dê sườn nằm nắc đầy nòi hấp bộ măn ngộ mua nào tỏi lu dệt trường hang khải từ té năn có phong phân tuyển thái chưa phân cỏ bú bồng lươn tướm mua nham cỏ bếp xương thủ nhập dần bay. Thì thôn chúng tôi là cũng họp bà con nhân dân và vận động bà con nhân dân tuyên truyền sâu rộng mở rộng cái diện tích cây khoai lang. Xét về cái điều kiện thổ thôn xung khỏi co họp cành trên báo tua quảng nếu chưa po me dần bay khai quảng đình bú măn ngộ chưa măn ngộ cuồng phồng cò cho cốc đình đòn rú nỉ bữa xương năn là dòng pì nỉ ta đình pu măn ngộ khổng thôn mưa hương đầy khai quảng xưa nắm nắc bàn pâng thủ đầy tấn nưng sòng tả cuồng pan nưng thương môn ca khai măn ngộ côn ca mắt dư cắp xuân lò xếp sòng pan màn cần nưng pu măn ngộ lèo xung khỏi có nhang diệt na pu khẩu pì nưng dệt đầy sóng mua cái năn là có phong phân lươn tướm thủ nhập khổng po me. Tà va tuổi sùng, ha và bà lưu thị hạc, rú bàn chiêng trùng xã Thành An, nhang phòm cấp lụ làn, lông thầy chóp đình pu măn ngộ. Tói luôn ngủ trang khổng bà hạc, măn ngộ tà va men tàng cò pu năm ngai, báo mặc tốc bổng bình, ha và chi hở măn ngộ bền bản lại, cánh nhớ băng cằn. Pò me co dê tì, té vịa lựa chừa măn ngộ, thầy chóp đình, họp vịa già khốn phần chọc sồm. Các măn ngộ có ni pò me phân lại bú năm, dê chương kình cuồng tành liêng, ha và kỳ bì chằm nhỉ, măn ngộ bền tàng cò, tạ thủ nhập cốc chính. Có phong phân lươn tứm thủ nhập, nho dùng đơi kình rú, pò hay mè na. Thầy nhật khảo đeo xuống khỏi cửa bú măn ngộ. Đẩy ngỡ nói nâng thô nhụp, bó sư, gắt sư cửa ở đu lan, bì cài khỏi bu cửa đầy, xàm hoi cửa đầy, xà chèo ngơn. Muốt nào, bì nì, xã Thành An, bu 500 hốc xếp hecta, măn ngộ, lừng xếp hecta, bẹt cắp bom nhăm nì bì cài. Chi tiết tờn, bò hay, mẹ na, khải quảng đình, bu 5 măn ngộ, mua nào. Xã có bom cấp chu cơ quan truyền môn khổng huyền khải lớp chân cài kỹ thuật phụ cánh làm đồ măn ngộ hở po hay mè na bản công cán bộ truyền môn lông ma bản huống uẩn pa po me luông phụ năm già khốn phần choi dừa dần bay nho dùng nằm nắc khẩu nằm phơ ly hàng pì đó thực hiện kế hoạch giao chỉ tiêu không ủy ban giao hoặc các thôn bản đó ủy ban xã Thành An cử mỹ kế hoạch giao hoặc các thôn bản phụ cây vụ đông chủ yếu là men có măn ngộ thì đối với xã Thành An đó phát triển có măn ngộ để men ế cỏ măn ngộ có bông phân cần sẵn cuồng vịa khai quảng tà đìn lươn tứng thủ nhập té dừa dườn mua nào hở po hay mè na té dừa dườn phụ bồng có mua nào chỉ có phong phân năm dệt cơ đầy lang tỳ chú luông bùn mả pe kinh tế xã hội phúc hanh xã Thành An từng bát dệt leo xã bàn nam ở nho sùng chu tiểu trí.